Mến chào các bạn, mình là Thủy Lê, huấn luyện viên cuộc sống của Học viện Proctor Gallagher, người sẽ giúp các bạn chuyển hóa cuộc đời của mình từ bên trong, nơi chứa đựng sức mạnh, tiềm năng và các công cụ sáng tạo phi thường, giúp bạn kiến tạo cuộc đời bạn thực sự muốn trải nghiệm tại đây và ngay bây giờ. Thái độ là một câu chuyện rất thú vị. Bởi vì khi nói chuyện đến thái độ, cái mà chúng ta thường thấy là cô ấy nói cái gì, vẻ mặt cô ấy ra sao, giọng điệu của cô ấy như thế nào, chúng ta chỉ thấy được những cái biểu hiện trên cơ thể thôi. Nhưng thái độ thực sự nó là cái gì? Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu ha. Thái độ của chúng ta nó có một số nguyên tố cấu tạo thành nó. Và cái gốc rễ của nguyên tố đó chính là suy nghĩ của chúng ta. Suy nghĩ của chúng ta đã được rất nhiều những minh chứng khoa học nói rằng đó là sức mạnh vô địch trên hành tinh này. Nếu như mà các bạn ngưỡng mộ tốc độ của các máy bay siêu thanh hoặc là siêu tốc độ, thì xin thưa với các bạn, so với tốc độ suy nghĩ của các bạn vẫn không si nhê gì. Bởi vì suy nghĩ của các bạn đi bằng vận tốc ánh sáng. Và với cái vận tốc đó bạn không bao giờ thấy được bằng mắt thường. Bạn chỉ biết rằng nó ở trong đầu mình nhưng bạn không bao giờ thấy nó. Nó cũng y chang như là cái con virus đó, mức độ lây lan của nó sẽ rất là ghê gớm. Nên nếu chúng ta hiểu về cái thứ vô hình, nó có sức mạnh rất rất to lớn, thì chúng ta sẽ bắt đầu xoay chuyển cái hiểu biết và nhận thức của chúng ta. Chúng ta có những suy nghĩ tích cực, nó sẽ kích hoạt những cảm xúc tích cực của chúng ta. Và cảm xúc tích cực đó sẽ khiến cho chúng ta có những cái hành động tích cực. Lấy một cái ví dụ rất đơn giản. Nếu sáng bạn thức dậy và trong đầu bạn hiện lên suy nghĩ, ồ, đến công ty là một ngày vui, bạn sẽ thấy với cái suy nghĩ đó bạn rất háo hức tới văn phòng. Và khi bạn tới văn phòng rồi, bạn làm việc trong cái ngày đó rất tuyệt vời. Nhưng nếu bạn tỉnh dậy và bắt đầu trong lầu bạn suy nghĩ, chết cha rồi, hôm nay lại phải lết cái thân vô chổng, thì bạn sẽ thấy rằng bạn không muốn rời khỏi cái giường của mình nhưng bạn vẫn phải rời. Và bạn vào văn phòng thì cách bạn làm việc cũng như hiệu quả công việc của bạn sẽ kém. Nên thái độ của chúng ta nó gồm ba cái yếu tố tạo thành: suy nghĩ, cảm xúc và hành động của mỗi chúng ta. Và chính cái kết quả này nó sẽ tạo ra những trải nghiệm sống khác nhau cho chúng ta. Bởi vì trải nghiệm đó chính là thứ hoàn chỉnh của suy nghĩ, cảm xúc và hành động. Nên bạn sẽ có sự sống của bạn trải nghiệm trong công việc, sự sống của bạn trải nghiệm trong gia đình, sự sống của bạn trải nghiệm trong các mối quan hệ xã hội. Và cả các vấn đề của cuộc đời bạn, nói tóm lại, sẽ do chính thái độ của bạn quyết định. Vậy thì bắt đầu hiểu sâu hơn một chút xíu nè. Thái độ, nếu như mà theo hiểu biết trước kia, khi mà Thủy chưa hiểu về bản thân mình á, Thủy chỉ thấy được rằng nó là những cái hành vi trên cơ thể thôi. Nhưng khi Thủy hiểu về bản thân mình thì Thủy mới thấy rõ rằng đó chính là một cái tiến trình tâm lý. Những thứ diễn ra bên trong chúng ta, trong tâm của chúng ta, biểu hiện là suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Đi theo một cái khoảng thời gian nhất định, nó sẽ bộc lộ ra bên ngoài cái cơ thể của chúng ta. Nó trở thành hành vi, nó trở thành hành động, nó trở thành cách cư xử của chúng ta. Và cái tiến trình tâm lý này, nó không phải là câu chuyện diễn ra trong tích tắc. Nó cần một khoảng thời gian nhất định. Nên nếu như bạn muốn thay đổi thái độ của mình, bạn cũng sẽ cần phải hiểu rằng bạn phải cho chính bản thân mình thời gian. Nếu như mà bạn mất kiên nhẫn với bản thân mình
thì có thể hành trình thay đổi thái độ của bạn sẽ không diễn ra như bạn muốn ha. Vậy thì bạn sẽ thấy nè, thông thường chúng ta không thấy được cái phần tâm của mình, chúng ta không thấy được cái phần suy nghĩ và cảm xúc, và thực ra nó vẫn ở đó do chúng ta không biết được rằng những cái thứ trong tâm của chúng ta nó vận hành tự động. Nó giống y chang như cái con robot vậy đó. Nếu như mà bạn đã mua cái con robot lau nhà thì bạn biết rằng bạn lập trình nó là nó sẽ lau nhà cho bạn. Thì những thứ trong tâm của chúng ta nó cũng là những chương trình lập trình, nó tự động. Mà một khi nó đã tự động rồi, bạn không cần quan tâm, bạn không cần để ý, nó vẫn diễn ra. Và những thứ chúng ta được học trong một khoảng thời gian dài lại không dồn vào những thứ vô hình này, mà chúng ta học rất nhiều thứ ở cái phần lý, là cái phần cơ thể của mình, và chúng ta thấy cái phần đó rất rõ. Nên nếu như các bạn chỉ thấy thái độ của mình ở trên phần lý, nói một cách khác là bạn mới thấy một nửa sự thật thôi. Và một nửa sự thật đó lại là cái ngọn chứ không phải là cái gốc. Nếu như bạn thấy một nửa sự thật của cái gốc, bạn sẽ thấy được cái ngọn.